Xin được kính chào quý gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, Phong thủy Gia Cát xin gửi tới quý gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời của tuổi Ất Dậu 1945 nam mạng. Xét tổng quan về cuộc đời thân chủ tuổi này cho thấy thời tiền vận và trung vận biến động thăng trầm, đặc biệt về gia đạo, công danh, sự nghiệp. Mãi đến hậu vận mới được thảnh thơi, an nhàn, sung sướng. Xong, để được khỏe mạnh, gia tăng niên thọ còn dựa vào phước phần và đức số của mỗi người. Trong chương trình luận đoán tử vi ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cụ thể cách để chiêu phúc nạp vận, đem lại sức khỏe và sinh khí tốt cho quý gia chủ tuổi Ất Dậu. Xin mời tất cả quý vị tuổi Ất Dậu nam mạng hãy cùng đón xem. Trước hết, chúng ta hãy cùng luận đoán tử vi trọn đời Ất Dậu 1945 nam mạng. Gia chủ Ất Dậu 1945 nam mạng có cung mệnh thuộc cung Khảm, trực chấp, mạng Tuyền trung thủy, nước trong giếng, khắc thiên thượng hỏa, con nhà Hắc đế, tử tánh phú quý, xương con gà, tướng tinh con cua biển, ông quan đế độ mạng. Chúng ta hãy cùng quý gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nam mạng chiêm nghiệm lại cuộc đời mình qua bài thơ sau. Số này tuổi nhỏ khó nuôi, lớn lên mạnh khỏe, tài ba hơn người. Thu đông, xanh đặng, thời yên, có phần sung sướng như cua đủ càng. Xuân hạ, lỗi số cực thân, làm ăn có của, thế mà phải lo. Năm xưa vận hay dở dang, tới hồi vận giữa lại càng vinh hoa. Bởi nhờ kẻ quý giúp ta, sau này lập nghiệp, vinh hoa thăng nhàn. Số người tính đức hiền lương, nhưng mà anh em chẳng thuận chẳng hòa, có tay tạo lập cửa nhà, phước theo vận cuối tới già hiền vinh. Tổng quan, tuổi Ất Dậu cuộc đời nhiều trầm bổng, cuộc sống không được nhiều may mắn và tốt đẹp, tiền vận và trung vận có phần cực khổ về thể xác, cuộc đời có nhiều sự buồn bã và nhiều sầu lo vào thời trung vận, có thể hưởng được thanh nhàn vào thời hậu vận. Số tuổi năm 20 đến 30, hoàn cảnh không cho phép phát triển về tài lộc, đường công danh lại có phần bê bối rõ rệt, nên cẩn thận và kiên nhẫn, tìm lấy một hướng đi cho định mệnh và con đường sáng tỏ trong cuộc đời. Đừng bao giờ quá chủ quan và cũng đừng bao giờ có bi quan, cuộc sống của con người là phải như vậy. Lúc sôi động nhưng lại có lúc trầm lặng âm thầm. Tóm lại, cuộc sống của gia chủ Ất Dậu có nhiều buồn khổ riêng tư vào thời tiền vận và trung vận, về hậu vận mới được an nhàn và sung sướng. Tuổi Ất Dậu cuộc đời không được nhiều may mắn, cuộc sống có nhiều đau thương về tuổi nhỏ. Lớn lên, gặp đôi chút may mắn về sự nghiệp, có thể thành công đôi chút về tài lộc. Số hưởng thọ trung bình từ 57 đến 62 tuổi là mức tối đa, nhưng làm phước đức, ăn ở hiền lành, được gia tăng niên kỷ trên 5 năm, gian ác thì giảm kỷ. Tình duyên, phương diện này Ất Dậu lại được nhiều may mắn, thâu đoạt được nhiều kết quả, nhưng không bao giờ giữ được lâu bền, đó là mạng số của bạn. Về vấn đề tình duyên là phải như vậy. Vấn đề tình duyên như dòng suối chảy, có lúc mạnh mẽ, có lúc lại êm đềm, không định được cái gì xảy ra của ngày mai. Theo chiêm tinh học và tướng số, sau đây là cuộc đời của bạn đối với vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Nếu bạn sinh vào những tháng này, cuộc đời của bạn phải thay đổi 3 lần tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sinh vào những tháng 8, 12 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này, về vấn đề tình duyên và hạnh phúc ít nhất phải thay đổi 2 lần trong cuộc đời. Đó là những tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 và âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn sẽ hưởng hạnh phúc trọn đời, một chồng, một vợ mà thôi. Đó là bạn sinh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch. Trên đây là mạng số của bạn, theo ngày sanh mà nhận xét được sự thay đổi lương duyên và hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Gia đạo công danh, gia đạo không được êm ấm, luôn luôn có nhiều phiền lo, phải qua tuổi 30 mới có thể an nhàn, vui về phần gia đạo. Phần công danh bị tắc nghẽn nửa chừng vì hoàn cảnh không cho phép tiếp tục công danh, nhưng đa phần công danh có phần lên cao trong cuộc đời vào 28 tuổi trở đi. Sự nghiệp chỉ có thể vượt lên đến khoảng trung bình vào giữa năm 27 tuổi và bắt đầu có kết quả về sự nghiệp, tạo ra nhiều tiền bạc. Nhưng thường hay bị sụp đổ bất ngờ, có thể nói rằng sự nghiệp tạo ra dễ dàng và tiền bạc có vào đều đặn, nhưng mạng số không thể giữ được tiền vào tuổi nhỏ. Tuổi hợp làm ăn. Trong việc làm ăn cũng như việc phát triển về công danh sự nghiệp, bạn nên cầu chọn lựa giữa những người cùng tuổi có thể làm ăn hay công tác và hợp tác mới mong nhiều thắng lợi cho bạn trong suốt cuộc đời. Sau đây là những tuổi hợp cho bạn về việc làm ăn, đó là Bính Tuất, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn. Những tuổi này rất hợp cho sự làm ăn của bạn, vậy nên bạn hợp tác về mọi mặt trong cuộc đời đều không bị thất bại. Lựa chọn vợ chồng.
bạn cũng nên cẩn thận mà chọn lựa những tuổi hợp với mình để kết duyên, vì chuyện lương duyên giữa hai tuổi rất có sự liên quan cần thiết đến cuộc sống và cuộc đời. Sau đây là việc kết hôn mà bạn có thể lựa chọn với các tuổi Bính Tuất, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Quý Mùi. Bạn kết duyên với tuổi Bính Tuất sẽ đẩy mạnh cuộc đời bạn thắng lợi trên đường danh vọng và sự nghiệp. Với tuổi Kỷ Sửu càng mau làm giàu vì Kỷ Sửu hợp về đường tài lộc. Với tuổi Nhâm Thìn tạo được nhà cửa, sống một đời sung túc và hoàn toàn thành công trên mọi vấn đề. Với tuổi Quý Mùi thành công hoàn toàn về sự nghiệp, công danh và luôn cả vấn đề tài lộc. Những tuổi kể trên phần nào đều đông đủ, vui vẻ, hạnh phúc. Bạn gặp một phần trong những tuổi trên, cuộc sống của bạn có nhiều triển vọng tốt đẹp và không sợ bị cay đắng trong cuộc đời, buồn đau vì số phận, vì những tuổi đó là tuổi có nhiều tốt đẹp và phù hợp với bạn. Nếu kết hôn với những tuổi này, cuộc sống của bạn chỉ ở mức độ trung bình mà thôi. Đó là kết duyên với các tuổi Ất Dậu, Đồng Tuổi, Tân Mão, Quý Mão. Bạn kết duyên với những tuổi này, cuộc sống của bạn chỉ ở mức trung bình, vì lẽ những tuổi trên chỉ hợp đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc. Nếu kết duyên với những tuổi này thì cuộc đời bạn trở nên nghèo khổ vì cuộc sống của bạn luôn luôn gặp khó khăn và không tạo được cơ hội thuận tiện trong cuộc đời. Đó là các tuổi Đinh Hợi, Mậu Tý, Quý Tỵ. Kết duyên với những tuổi này không được tốt và không thể phát đạt về đường tài lộc. Những năm này bạn không nên cưới vợ hay tính chuyện hôn nhân sẽ không thành, hay nếu thành thì cũng phải chịu cảnh xa vắng triền miên. Đó là những năm mà bạn ở vào tuổi 15, 21, 25, 27, 33, 37, 39 và 45 tuổi. Xanh vào những tháng tuổi này, bạn sẽ cố số đào hoa, hãy ra cũng đa đoan về việc đàn bà, có nhiều thê thiếp, tình yêu. Đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9 âm lịch. Tóm lại, vợ chồng đến với nhau là cái duyên cái số, hợp tuổi càng tốt mà không hợp cũng không phải lo lắng, mọi thứ đều có cách hóa giải. Yêu thương, nhường nhịn và thấu hiểu chính là chìa khóa của hôn nhân bền vững. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm đến phong thủy để hỗ trợ vận tình duyên cho mình. Đơn giản nhất là sử dụng các vật phẩm phong thủy như vòng tam hợp quý nhân để hòa hợp mối quan hệ vợ chồng, giúp tình cảm gia đình gắn chặt, từ đó làm tiền đề phát triển công việc cho cả hai. Ở đây quý gia chủ Ất Dậu có thể thỉnh và đeo vòng tam hợp Tỵ Dậu Sửu cho tuổi của mình. Tuổi Đại Kỵ không nên làm ăn kết duyên với những tuổi này vì lẽ rất đại kỵ với tuổi Ất Dậu. Kết duyên hay làm ăn thì gặp nhiều khó khăn trở ngại trong cuộc đời. Vào giữa cuộc đời gặp cảnh tuyệt mạng hay biệt ly trong cuộc đời. Đó là các tuổi Canh Dần, Giáp Ngọ, Bính Thân, Nhâm Dần, Giáp Thân, Nhâm Ngọ và Mậu Dần. Không nên kết hôn hay bất cứ trường hợp nào trong cuộc đời của bạn. Gặp tuổi đại kỵ trong công việc làm ăn thì không nên giao dịch về tiền bạc. Gặp tuổi đại kỵ trong việc tình duyên thì không nên kết hôn hoặc có thể âm thầm kết hôn mà không làm lễ thành hôn hay ra mắt gia tộc vì rất kỵ trước đám đông. Gặp tuổi kỵ trong con cái, gia đình thì nên cúng sao giải hạn cho tất cả các tuổi trong suốt thời gian trong năm gặp hạn sẽ được giải hạn. Năm khó khăn nhất. Tuổi Ất Dậu có những năm khó khăn nhất là vào những năm mà bạn ở số tuổi 24, 27, 31 và 37. Những năm này làm ăn gặp nhiều chướng ngại, khó khăn, phát triển về công danh sự nghiệp hay tài lộc. Những năm này cũng gặp cảnh chuyện buồn, bệnh hoạn làm cho cuộc sống có nhiều thương đau, ảm đạm, tiêu điều. May sao tại thời điểm này, khi chúng ta bàn luận thì mọi thứ ở tiền trung vận dù khó khăn cũng đã trải qua, nhưng xét về những năm hậu vận tuổi 1945 vẫn cần hết sức chú ý về mặt sức khỏe, gia đạo để sống một đời tròn vẹn, ấm êm. Lời khuyên cho quý gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 đó là nên chăm sóc bản thân thật tốt, sống vui vẻ, hòa ái bên con cháu. Nếu được, hãy chuyên tâm, kiên trì tụng niệm kinh Phật để chuyển nghiệp, tăng phước báu cho bản thân và làm phúc cho con cháu sau này. Việc mang theo bên mình Bát Bảo Tâm Kinh, pháp khí hàng đầu của nhà Phật cũng là cách giúp bản thân tịnh hóa nghiệp lực, chiêu đón phúc khí và mang lại cho mình bình an. Đặc biệt, Bát Bảo Tâm Kinh sẽ được các thầy trong Hiệp hội Tâm Linh, Phong Thủy Việt hỗ trợ sao bái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ sử dụng. Vì vậy, quý gia chủ hữu duyên nhận được vật phẩm này sẽ vô cùng linh ứng. Ngày giờ xuất hành tốt. Có những ngày giờ xuất hành hợp nhất và phát triển về tài lộc. Tuổi Ất Dậu phải xuất hành vào những giờ lẻ, ngày chẵn và tháng chẵn. Nếu xuất hành, đi xa hay làm ăn mà đúng như trên thì trong suốt cuộc đời không bao giờ gặp sự khó khăn trong cuộc sống của bạn. Diễn biến từng năm. Từ 23 đến 28 tuổi, năm 23 tuổi, bạn gặp nhiều khó khăn trong việc làm ăn, gia đạo có phần rắc rối, toàn năm không có được dịp may mắn, cố gắng đừng bi quan, nên cẩn thận trong mọi việc đi đứng. Năm 24 tuổi cũng chưa được tốt mấy nhưng không gặp khó khăn như năm 23 tuổi. Vào tháng 6 trở đi, bạn gặp được nhiều may mắn. Năm 25 tuổi, được nhiều phúc đức.
năm 26 tuổi, được dịp may và có thể tạo dựng được sự nghiệp trong năm này. Kỵ đi xa tháng 9, năm 27 tuổi, toàn năm chỉ ở mức độ bình thường trong mọi hoạt động nghề nghiệp và công danh. Năm 28 tuổi, có thành công về công danh hay sự nghiệp, tiền bạc kết quả chắc chắn vào những tháng 6 và tháng 12 âm lịch. Từ 29 đến 35 tuổi, vào tuổi 29 được đầy đủ và có phần sung túc về tài lộc, tình cảm hoặc phát triển về công danh và nghề nghiệp. Năm 30 tuổi, hy vọng thành công trên mọi khía cạnh cuộc đời. Năm 31 tuổi cho đến năm 33 tuổi, công việc làm ăn khó khăn, gặp nhiều trở ngại về việc làm ăn, tài lộc kém, có đau bệnh, đề phòng tai nạn. Năm 34 tuổi, làm ăn được phát đạt đôi chút, có thể có tài lộc bất ngờ vào tháng 6 và tháng 5 âm lịch, những tháng khác trung bình. Năm 35 tuổi, hy vọng đường công danh lên cao, tài lộc có phần yếu kém, việc làm ăn và phát triển công danh có phần chậm chạp và rất khó thành công. Từ 36 đến 40 tuổi, tuổi 36 khá tốt, toàn năm là làm ăn được nhiều may mắn, năm này nên xuất hành đi xa hay làm ăn tốt sẽ thâu nhiều kết quả về tài lộc. Năm 37 tuổi, phát đạt mạnh mẽ về tài lộc lẫn công danh nên cẩn thận vào những tháng 2 và 7, hai tháng này khắc kỵ trong gia đình, thân tộc có đại nạn, tam tai. Năm 38 tuổi, năm này không được tốt vào những tháng đầu năm nhưng vào những tháng cuối năm sẽ có được nhiều may mắn cho việc làm ăn, toàn năm được trung bình. 39 tuổi, được kết quả chút về danh vọng nhưng toàn năm thì tài lộc chỉ ở mức trung bình. Năm 40 tuổi, mọi sự được dễ chịu và bình thường. Từ năm 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi không được may, có hao tài tốn của hay bệnh hoạn vào tháng 2, có đại nạn trong thân tộc vào những tháng 8. Những tháng khác được trung bình. Năm 42 tuổi có triển vọng thành công về đường sự nghiệp, tài lộc tạm được, toàn năm không có gì trở ngại về nghề nghiệp như cuộc sống. Năm 43 và 44 tuổi không được tốt đẹp nên đi xa vào những năm 43 tuổi thì hay. Năm 44 tuổi không nên xuất hành hay hùn hạp vào tháng 6, tháng 7, tháng 9 và tháng 10 có đau bệnh. Năm 45 tuổi được tốt, bắt đầu từ tháng 5 trở đi thì phát đạt to. Từ 46 đến 50 tuổi, năm 46 tuổi nên kỹ lưỡng về tiền bạc, không nên làm ăn lớn hay hùn hạp với người nhỏ tuổi, tự mình đứng ra khai thác thì có nhiều hy vọng. Năm 47 tuổi, tiền bạc trung bình, vào những tháng cuối năm không được tốt đẹp và may mắn lắm cho bạn, cẩn thận đề phòng có hoạn bệnh. Năm 48 tuổi khá tốt, nhưng đại kỵ vào những tháng 6 và 12, những tháng này có hao bớt về tài chính hay tiền của. Năm 49 tuổi, thanh thản có thể xảy ra nhiều may mắn hơn. Năm 50 tuổi, toàn năm vẫn bình thường, không có gì xảy ra quan trọng trong cuộc đời. Từ 51 đến 55 tuổi, khoảng thời gian này có đẹp vào năm 51 tuổi, năm 52 tuổi thì có hao tài và đau bệnh, năm 53 tuổi thì không được tốt, tháng 10 có xung tuổi. Năm 54 tuổi bình thường tài lộc, tình cảm vượng phát. Năm 55 tuổi an nhàn vào những tháng đầu năm nhưng vào những tháng cuối năm thì có nhiều lo nghĩ. Từ 56 đến 60 tuổi, năm 56 tuổi cảm thấy khá tốt. Năm 57 tuổi đề phòng có đại hạn cho cá nhân, nếu không cẩn thận vào năm này sẽ có nạn hay là tang khố. Năm 58 tuổi, nếu vượt qua được năm 8 tuổi thì an phận, không có việc gì xảy ra cho cuộc sống, phần con cháu kết quả về danh phận đều được tốt. 59 và 60 tuổi tình cảm vẹn toàn, phần sự nghiệp được vững chắc. Thưa quý vị, trên đây là luận đoán tử vi chọn đời Ất Dậu 1945 nam mạng. Nếu quý gia chủ chiêm nghiệm thấy đúng, hãy để lại bình luận cho Phong Thủy Gia Cát cùng biết. Những ý kiến đóng góp của quý gia chủ chính là động lực để chúng tôi sản xuất những lá số tử vi phong thủy chất lượng hơn, giúp quý gia chủ hiểu mình, hiểu vận, từ đó có những định hướng giúp cuộc sống may mắn và vẹn tròn. Lời cuối cùng xin kính chúc cho tất cả quý vị sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, mọi điều tốt lành. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.